tài năng trên màn ảnh nhỏ và thực sự đã chinh phục được cảm tình của đông đảo khán giả truyền hình. Chiến thắng truyền hình lần thứ 15 sẽ là một ngày hội âm nhạc có quy mô toàn quốc với những đổi mới mang tính hiện đại và phát huy tốt đẹp truyền thống của 14 lần tổ chức trước đây. Chiến thắng truyền hình năm